Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 1. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1. Tô màu xanh vào khối lập phương. Màu xanh vào khối lập phương. Khối lập phương là cái khối mà ở cái mặt phía trước á, chúng ta thấy nó có hình vuông thì là khối đây, cái này. Hình vuông, này hình vuông. Rồi. Như vậy thì chúng ta thấy có hai khối. Tiếp theo màu đỏ và khối hộp chữ nhật. Khối hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ nhìn vào, chúng ta thấy cái mặt nó hình chữ nhật đây, cái này, cái này. Còn cái này chúng ta nhìn vào chúng ta thấy cái mặt nó hình chữ nhật nhưng mà không phải. Cái cạnh này nè, cái độ nghiêng này nó không phải. Cái độ nghiêng nó như thế này mới đúng, nè, nó lên như thế này, nè, như thế này. Hoặc cái độ nghiêng nó như thế này. Thế còn cái này không phải, cái này không phải. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 2. Viết số tích hợp vào chỗ trống. Mặt trên của xúc xắc. Mặt trên của xúc xắc bên phải có chấm, có số chấm là bao nhiêu? Đây, con này là con bên phải. Bên phải so với mình đó. Đó. Này là bên trái so với mình. Đó. So với chúng ta. Rồi này là bên phải, cái này là bên trái, con xúc xắc. Thì đây, cái con này đây. Ví dụ như thầy đĩa như thế này thì chúng ta khi mình nhìn thì nó hơi khó. Đây là mặt trên, con này là mặt trước này. Cái này là mặt bên phải. Như vậy đối với con này á, thì cái đây là mặt trên. Cái này là mặt trước. Cái mặt là mặt bên phải. Mặt bên phải nha. Còn cái con này là con bên phải không phải. Đây nè. Rồi cái con này là cái mặt trên. Mặt bên phải. Cái này là mặt bên phải. Cái này là mặt trước. Rồi bây giờ quay lại chỗ này thì người ta hỏi gì đây? Mặt trên của xúc xắc bên phải đây là có bao nhiêu chấm? Mặt trên là 1, 2, 3, 4, 5, 5 chấm. Câu B. Mặt bên phải của con xúc xắc bên trái. Mặt bên phải đây, bên phải đây của xúc xắc con bên trái ở đây có 1 chấm. Câu C. Mặt trước của con của xúc xắc bên trái nhiều hơn mặt trước của xúc xắc bên phải là bao nhiêu? Bên trái đây là 1, 2, 3, 4, 4. Còn là bên phải đây 1, 2, 3, 3. Người ta nói bên này nhiều hơn bên này là bao nhiêu? Ta lấy 4. 4 ta trừ cho 3 là bằng là 1. 4 này trừ 3, 3 chấm thì bằng là 1, 1 chấm. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Câu A. Hoa hồng để ở đây, hoa hồng đây. Đây. Ở chấm chấm. Hoa cúc và hoa lan. Rồi. Như vậy thì ở giữa, đây là ở giữa. Hoa hồng ở giữa, đây là hoa hồng nha. Đây là ở giữa. Ở giữa hoa này là hoa cúc, hoa lan. Cái này là hồng nè, hoa hồng nè. Cái này là cúc nè. Cái này là hoa lan nè. Câu B. Các chậu hoa ở để ở ngăn, ngăn này là ngăn tây. Ở ngăn tây. Tây cùng. Giày dép để ở ngăn, ngăn là ngăn dưới cùng. Ngăn dưới cùng. Rồi ngang ở giữa đĩa là nón bảo hiểm.
để nó bảo hiểm. Chúng ta tiếp theo qua bài số 4. Quan sát hình bài 3, bài 3 quay lại. Biết cao nào đúng, ghi D, cao nào sai, ghi S. Ở ngang trên cùng từ phải sang trái, từ phải sang trái, hoa cúc ở vị trí thứ nhất. Đây, từ phải sang trái. Và cái này là hoa này là ở thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba này. Rồi chúng ta xem lại. Bây giờ người ta họ nói rằng là gì đây? Từ phải sang trái hoa cúc ở vị trí thứ nhất. Đây, cúc đây. Cúc đây vị trí thứ ba, đánh số 1 2 3. Từ bên này tính qua thì là số 3. Số 3 mà đây là nói thứ nhất là sai. Ở ngang trên cùng từ trái sang phải hoa lan ở vị trí thứ ba, từ trái sang phải, từ trái sang phải thì chúng ta đánh bên này tính đến qua, đây là một, đây là hai, cái này là ba, được. Người ta yêu cầu là gì đây? Ngang trên cùng là từ trái sang phải hoa lan ở vị trí thứ ba, hoa lan đâu? Hoa lan đây ở vị trí thứ ba, vậy là đúng, được không? Đúng. Mũ bảo hiểm ở trên giày dép. Mũ bảo hiểm đây ở trên, đúng. Từ dưới lên trên ngang thứ nhất để các chậu hoa. Từ dưới nè, lên trên, đây là ngang thứ nhất, ngang thứ hai và ngang thứ ba. Như vậy là ngang thứ nhất là để giày dép. Mà người ta nói rằng là ngang thứ nhất để các chậu hoa là sai. Sai. Ngang thứ nhất là ngang giày dép. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Cho biết các mặt của khối lập phương được viết các số từ 1 đến 6. Hình B. Đây. Được xoay từ hình A. Như vậy là có nghĩa là có hình A này chúng ta xoay nó thành cái hình B. Đây yêu cầu là nối các mặt chứa các số nằm đối diện với nhau. Đây là mặt 5. 5 với 6 là mặt đối diện. Đây, 5 và 6. Như vậy là chỗ này là đây là 6 và 5 là đối diện, có nghĩa là đây 6 thì 5 là phía sau. Được rồi. 2 đây thì nó là 3 đây. 4 đây thì đây này con số 3 này, đó, số 3 đây. 4 đây. 4 đây thì chúng ta sẽ còn con số 1 ở dưới này. Rồi, thấy không? Đây con số 5 phía 5 với số 6 người ta họ cho đối diện. Đây, 5 và 6. Con số 4 vẫn giữ nguyên. Số 4 vẫn giữ nguyên. Con số 2 đây thì nó sẽ đối diện với này là số 3. Số 4 chúng ta đối diện với cái mặt dưới là số 1. Rồi chúng ta sẽ có là 2 với 3. Rồi 4 với 1. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều bài đọc sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.